Thưa Quyên và cô bác, quý anh chị, trong tháng đầu năm, tháng đầu tiên của năm 2017, nước Hoa Kỳ liên tục gặp những cái biến cố rất là khác thường. Liệu đây có phải một điểm báo? Cuối tháng Giêng vừa qua, theo tờ Daily Mail cho biết, đám mây lạ lùng tái hiện cảnh tượng trong bộ phim Independence Day của một ngôi sao Will Smith. Cảnh tượng vốn được gọi là sự kết thúc của thế giới. Sự việc là cư dân bên bờ biển Huntington thuộc tiểu bang California, Hoa Kỳ đã không khỏi sửng sốt vì một đám mây khổng lồ nổi lên trên bầu trời với hình dạng một chiếc đĩa bay UFO. Ông Trey Epstein, 48 tuổi, một cư dân địa phương đã chụp được đám mây lạ lùng này khi đi dạo hồi cuối tuần qua. Ông chia sẻ: "Tôi nhìn lên bầu trời và phát hiện đám mây kỳ lạ. Điều lạ lùng là khi đám mây trôi trên bầu trời, hình dạng của nó không hề thay đổi. Mọi người ở cách đó tới 80 km, sau đó cũng vẫn nhìn thấy đám mây với hình dạng như vậy." Ông chia sẻ tiếp: "Bình thường các đám mây chẳng bao giờ giữ được nguyên hình dạng như vậy. Đám mây này giống như một UFO, một người ngoài hành tinh đang bay trên bầu trời." Còn theo các chuyên gia về mây thì cho rằng hiện tượng này do những thế lực ngoài trái đất tạo ra. Họ cho rằng đây có thể là sự hình thành của đám mây hiếm gặp. Chúng hình thành khi một chiếc máy bay cánh quạt di chuyển qua những lớp mây mỏng và nhiệt độ xung quanh đó được hâm nóng, dẫn tới hiện tượng một phần đám mây bị bốc hơi, để lại một cái lỗ. Theo Daily Mail thì đây cũng không phải lần đầu tiên đám mây kiểu này xuất hiện ở châu Mỹ. Một đám mây lạ lùng tương tự từng khiến người dân Colombia sững sờ vào mùa hè năm vừa rồi. Thông tin về người ngoài hành tinh cũng được nhiều nhân chứng rải rác trên khắp thế giới khẳng định. Cụ thể là một nhân chứng đã khẳng định rằng mình đã nhìn thấy một người giống người ngoài hành tinh, có hình dáng cao lớn, da xám xịt, đầu to, chân tay teo nhỏ. Theo tờ Beams Investigation, một nhân chứng giấu tên ở Anh tường thuật với nhà chức trách về sự việc xảy ra khi ông đang thực hiện công tác tuần tra vào ban đêm tại khu vực bìa rừng công viên Bakers vào ngày 10 tháng 10 năm 2016. Nơi nhân chứng phát hiện ra người ngoài hành tinh là trên đường đi tuần tra, ông bất ngờ thấy một bóng dáng lạ, thoạt nhìn tưởng như người đàn ông. Sau đó đối tượng này hiện rõ hình một người ngoài hành tinh, cao lớn, đi về phía mình. Ông lập tức lắp pin vào máy ảnh rồi chụp lại hình ảnh sinh vật này. Vừa chụp được một kiểu thì gã người ngoài hành tinh da xám khổng lồ đã xuất hiện ngay trước mặt mình. Do quá hoảng sợ, ông đã chạy thục mạng ra khỏi bìa rừng và trong tâm trí hoảng loạn, cứ ngỡ như người ngoài hành tinh đang đuổi theo. Sự việc này đã khiến nhân chứng bị ám ảnh và hoảng loạn trong nhiều ngày. Và hiện tại vụ việc vẫn chưa được giải thích gì thêm và lý giải về những hình ảnh nhân chứng ghi lại. Kính thưa quý bà cô bác, những biến cố trong đầu nhiệm kỳ của tân tổng thống Donald Trump đã làm cho nhiều luồng suy nghĩ khác nhau về hiện thực của xã hội Hoa Kỳ. Người ta liên tưởng nhiều đến những vấn đề tâm linh có, vấn đề khoa học có. Bằng chứng là theo tờ Daily Mail, hiện trong một bức ảnh chụp sao hỏa cơ quan vũ trụ Mỹ NASA cho rằng Donald Trump được người ngoài hành tinh giúp đỡ. Bởi lẽ hòn đá này có nhiều nét giống kỳ lạ với khuôn mặt của ông Donald Trump. Nhiều người nói là họ nhìn thấy dáng dấp phần mặt, tóc và miệng của ông trùm bất động sản trong hòn đá. Do đó, nhiều người tin rằng đây là dấu hiệu cho thấy ông Donald Trump được người ngoài hành tinh giúp sức trong cuộc đua chiếc ghế tổng thống. Bức ảnh được chụp từ năm 2010, nhưng chỉ mới được phát hiện điều kỳ lạ này mới đây. Hình dạng tựa khuôn mặt, mũi và cả tóc của hòn đá này đều rất giống khuôn mặt ông Trump, nên nhiều người nói là phải chia sẻ ngay với mọi người. Trong đó có ông Scott Warren, một người thường xuyên nghiên cứu về sao hỏa, đã đăng lên blog UFO Sighting Daily như vậy. Chính vì cảnh tượng kỳ lạ này đã khiến nhiều người chuyên săn tìm người ngoài hành tinh đặt nghi vấn về nơi sinh thật sự của ông Donald Trump.
Thậm chí có người còn tin rằng tỷ phú New York chắc hẳn phải có mối liên hệ nào đó với sao hỏa, hoặc ông không phải là người của trái đất. Không những chỉ như vậy, bức ảnh của NASA còn khiến nhiều người nghi ngờ là ông Donald Trump sở hữu sức mạnh của ma thuật, có khả năng thuyết phục nhiều người Mỹ ủng hộ ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Có vẻ như giọng nói của ông Donald Trump có ma thuật nên mới khiến nhiều người trở nên trung thành, ông Scott Warren nói như vậy. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên hình ảnh một chính trị gia xuất hiện trên sao hỏa. Vì trước đây, gương mặt Tổng thống Barack Obama cũng từng xuất hiện trên bề mặt hành tinh đỏ thông qua phân tích hình ảnh của chính ông Warren. Cũng theo trường thông tin về người ngoài hành tinh, có một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội YouTube cho thấy một đám mây kỳ lạ ở phía cuối chân trời trông rất giống một chiếc đĩa bay. Nó xuất hiện và phản chiếu phía trên bầu trời khi đang trôi dọc tuyến đường cao tốc. Người chứng kiến Anthony Sarkowski đã nhanh chóng quay lại hiện tượng hy hữu này và tải đoạn phim này lên Internet. Các nhà nghiên cứu UFO cho rằng đám mây mù này đang che giấu một đĩa bay. Còn theo ông Scott Warren, người điều hành trang tin UFO Sighting Daily, tạm dịch là hình ảnh UFO được nhìn thấy, ông cũng được xem là chùm thợ săn người ngoài hành tinh, và ông đã mô tả hình ảnh này như là một UFO thực sự. Ông viết, UFO này được nhìn thấy khi mặt trời chiếu rọi vào nó và gây ra sự phản chiếu hình chiếc đĩa bay phía bên trên những đám mây. Chỉ có bề mặt phản chiếu của kim loại mới có thể gây ra điều này. Và như bạn thấy, các vùng tối của đám mây là một UFO thực sự. Các phần nhẹ hơn là những đám mây mỏng khi mặt trời chiếu xuyên qua nó. Ngay cả khi ẩn mình trong một đám mây, vẫn thấy rõ đó là một UFO. Nhưng cũng có quan điểm khác cho rằng cảnh tượng hiếm có này xuất phát từ các hiện tượng của trái đất. Các đám mây làm dịu bề mặt của trái đất bằng cách phản chiếu ánh sáng của mặt trời, và sự xuất hiện của hai hình thù giống hệt nhau không hẳn là do một vật thể bằng kim loại ẩn mình bên trong đám mây đó. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên các vật thể bí ẩn được phát hiện trên trái đất. Một vật thể hình đĩa có kích thước lớn đã được chụp lại khi nó đang bay qua bề mặt của mặt trăng trong tháng 12 năm 2016 đã làm dấy lên những lo ngại đó là một tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, đó vẫn là những câu hỏi mà nhiều người chúng ta vẫn chưa thể chứng minh được.